kể mọi người, thì hôm nay Lộc không có đi làm mọi người ạ. Và hôm nay Lộc sẽ làm một cái video đó là thử thách ăn 100 cái trứng gà. Trứng gà mà trứng gà lòng đỏ nha mọi người. Ý là trứng gà hồng đào á, ý là mình nấu nó không có chín mà nó còn ở trong cái lòng đỏ nó còn béo béo á. Đây thì hôm Lộc mua cái này rồi. Nè. Thì cái đây là một mở cái là 50 trứng nè. Rồi chắc cái sâu này nè, sâu nước này Lộc sẽ chắc sẽ nấu hai lần ở mọi người cho một lần này là sợ nó nhiều quá. Và cái đây là cái chén mứa ớt để chuẩn bị ăn. Rồi cái đây là còn cái này là rau răm. Cái này là Lộc sẽ đi rửa cho nãy Lộc mới cắt ra cho Lộc chưa đi rửa. Và thôi bây giờ Lộc sẽ đi vô Lộc nấu luôn. Ủa lắm. Sẽ bắt đầu ăn nha mọi người.
sẽ lọc lọc này thôi, một trứng cho mọi người xem. Bây giờ hai đứa nó trong, lúc hai đứa nó ăn thì lọc lọc trứng ra cho mọi người xem. Lọc bả trong chiếu á, có gì đó mình dọn luôn. Từ từ lột trong này nha, anh chưa hết lột. Nó ớn vậy ta.
con mèo bông trắng à? Em đang nhiệt tình không? Được kêu mà thằng kè. Mới chết. Là ông Liên nói nó ớt giờ nó bị ổng à. Anh lời. Chấm dứt video luôn á.